khắp nơi tìm. Bởi với tôi họ như người chi kỷ, người đưa tôi đến những dòng suy nghĩ chẳng năng tình đôi lúc lại nhớ nhau. Có một người chẳng thể đến được nhau, nhưng tại sao không thể quên người được? Có phải chăng trái tim tôi nhu nhược, sức chẳng đành nên nhớ để trong tim. Nỗi nhớ xưa giờ chẳng là kỷ niệm của những ngày quen biết với người ta. Giờ gặp nhau chỉ xem như người lạ, dẫu cùng đường nhưng chẳng bước chung nhau. Bởi mỗi người có gánh nặng phía sau, chuyện trước đây chỉ xem là kỷ niệm. Có nhớ nhau cũng chẳng thể đi tìm, chỉ biết vui với người thân bên cạnh. Kỷ niệm xưa xin khép lại để dành một góc thôi nơi tim bao ấp u, để khi buồn vào tim nơi ẩn trú an ủi mình. Đừng khóc nhé ai ơi, an ủi mình, đừng khóc nhé ai ơi. Khi dứt lời, bây giờ kính chúc quý vị một buổi cơm chiều thật ngon mê mắm gia đình quý vị nha, và người thân thương mình dạo bước song hành ha, tối trong vòng tay ấm em của người yêu thương như quý vị nha. Bài thơ Một Góc Nhỏ Nơi Tim, thơ của Lê Trần Hà, nhạc của Peter Vũ Trương. Đọc bài thơ thấy hay, bây giờ làm nhạc hát quý vị nghe chơi quý vị nha. Bye bye quý vị, cảm ơn quý vị nhiều.